Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại kênh Đạo sĩ Tử Thông. Quý vị thân mến, trong chương trình ngày hôm nay thì Tử Thông sẽ chia sẻ cùng quý vị và các bạn về cái giờ tốt thắp hương trong ngày rằm tháng 4 âm lịch năm 2024. Xin mời quý vị cùng theo dõi. Kính thưa quý vị, chúng ta đều biết ấy, cái việc thắp hương nó là một cái nét đẹp văn hóa truyền thống không thể thiếu trong các dịp là lễ, Tết, Giỗ, Chạp, ngày rằm, ngày mùng 1 hàng tháng. Cái nén hương khi mà được thắp lên ấy, thì mọi người sẽ cảm thấy ấm lòng hơn. Đó. Nén hương lúc này không còn là thứ hàng hóa bình thường nữa. Nó đã trở thành một cái sản phẩm tinh thần không thể thiếu của người dân Việt Nam. Thì đây cũng được xem là một cái đốt vía sử dụng rộng rãi trong đời sống của người Việt. Cái nghi thức dâng hương ấy, nó cũng là một cái tập quán mà hầu như những người dân Á Châu, bất kể cái lứa tuổi nào và sống ở đâu cũng đều biết đến. Thắp hương đã đi vào cái đời sống văn hóa, tín ngưỡng của người dân Việt Nam như một cái nét đẹp văn hóa truyền thống gần gũi và thiêng liêng. Dù không phải là mê tín dị đoan, nhưng mà ở trong tâm thức của người dân, mọi người đều tin rằng cái nén hương khi đốt lên cũng như là có một cái nhịp cầu nối vô hình kết nối giữa hai thế giới hữu hình và vô hình với nhau. Tuy nhiên, về mặt tâm linh ấy, thì có người vẫn còn hiểu một cách mơ hồ, nhất là về cái ý nghĩa của dâng hương lễ ông bà tổ tiên. Và không biết là nên thắp hương vào cái thời điểm nào để thu hút được cái may mắn tài lộc cho mình. Và trong chương trình ngày hôm nay thì Tử Thông cũng sẽ chia sẻ cùng quý vị và các bạn và chỉ cho quý vị những cái giờ tốt để quý vị thắp hương lễ ông bà tổ tiên, để giúp cho công việc thờ cúng nó được hanh thông thuận lợi, cầu gì thì được nấy nhá. Thưa quý vị, thì bao giờ cũng vậy, trước khi mà dọn dẹp ban thờ, đúng không? Cúng bái ông bà tổ tiên, thắp hương hoặc là bày hoa quả lên ấy, thì chúng ta cũng cần phải dọn dẹp lau dọn ban thờ cho nó sạch sẽ đã. Và để lau dọn bàn thờ thì chúng ta sẽ sử dụng cái nước bao sái ban thờ, nước bao sái ban thờ Nhất Tâm Hương. Đây là cái nước bao sái đó, gồm các thành phần là quế, gồ hồi, đó, đinh hương, gỗ vang, bạch đàn, bồ hòn, chanh xả. Nó sẽ giúp tẩy sạch bụi bẩn trên cái đồ thờ cúng như là lư hương, tượng đồng hoặc là cái vật trang trí trên ban thờ. Bên cạnh đó nó làm sạch cái không khí, ngăn ngừa nấm mốc vi khuẩn, đuổi côn trùng như là gián kiến ra khỏi ban thờ. Đó. Thêm nữa là gì, nó cũng sẽ giúp cho quý vị mà xịt vào hoa ấy, thì nó sẽ giúp cho hoa được tươi lâu hơn nhé. Thêm nữa là gì, khi mà lau dọn bàn thờ quý vị không được dùng cái khăn lau chung với các đồ vật khác nhé, mà quý vị nên sử dụng một khăn mới đúng không ạ? Thì cái khăn này cũng đã kèm với chai nước Nhất Tâm Hương. Quý vị cứ liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái chai nước Nhất Tâm Hương. Đấy, giúp cho không gian thờ cúng được sạch sẽ, thơm tho, cầu được, ước thấy. Đó. Thưa quý vị, thì chúng ta biết ấy, đầu tiên ấy, nếu mà để muốn biết là cái giờ tốt để thắp hương trong ngày thì chúng ta cũng xét xem là gì, cái ngày rằm nó là ngày gì đã. Đấy, từ đó chúng ta sẽ xét ra cái cát tinh và hung tinh và chọn ra những cái thời điểm, cái thời khắc hoàng kim để quý vị tiến hành công việc là gì, thắp hương, lau dọn ban thờ cho được thuận lợi hanh thông. Thì đầu tiên ấy, là cái ngày rằm tháng 4 này nó sẽ rơi vào cái ngày Bính Tuất, tức là nó rơi vào ngày 22 tháng 5 năm 2024 dương lịch ấy. Ngày Bính Tuất thì chúng ta có can, có thiên can là Bính, địa chi là Tuất. Bính hỏa sinh cho Tuất thổ, tức là gì, can sinh cho chi. Nó là ngày gì, nó là ngày cát nhật, ngày bảo nhật đấy. Nạp âm của ngày Bính Tuất nó là ốc thượng thổ, nó kỵ cái tuổi canh thìn, tuổi nhâm thìn. Ngày thuộc hành thổ, khắc hành thủy, đặc biệt các tuổi Bính ngọ, nhâm tuất thuộc hành thủy nhưng mà không sợ bị khác, đúng không? Ngày Tuất thì lục hợp với Mão, chúng ta có Mão Tuất nhị hợp, đó. Tăng hợp với dần và ngọ tạo thành hỏa cục. Xung thìn hình mùi, hại dậu phá mùi, tuyệt thìn. Và tam sát thì kỵ cái tuổi là hợi mão mùi, đó. Trong ngày Bính Tuất ngày hôm nay ấy, thì có trực là trực chấp và có sao sâm là cái sao hung trong bộ nhị thập bát tú, đó. Cái ngày Bính Tuất này nó bước sang cái tiết khí là cái tiết tiểu mãn nhá, tại nó khởi từ ngày 22 tháng 5 luôn ạ. Thì nó tiết khí tiết tiểu mãn, đó, tiết tiểu mãn. Đó là những cái thông tin về cái ngày Bính Tuất. Tiếp theo chúng ta cùng xét về cát thần và hung thần nhé. Thì cái cát thần trong cái ngày Bính Tuất, ngày rằm ấy, thì có các cát thần sau này: nó có Bất Tướng này, có Chi Đức này, có Giải Thần, có Kim Quỹ, có Ngọc Vũ, có Thiên Nhạc, có Thiên Quý, có Thiên Tài Tinh, Thiên Đức Hợp, Thần Tài Vượng Nhật, đó. Còn hung thần trong ngày thì có Bạch Hổ nhập Trung Cung, Lục Bất Thành, Ngũ Mộ, Ngục Nhật,
phân tài, lại phục nhật, tiểu hao, tiểu không vong, trùng tang, tuế phá, tứ thời đại mộ, đúng không ạ? Và xích khẩu, địa cách, địa, đúng không ạ? À, tiếp theo là để chọn ra cái giờ tốt để thắp hương ấy, thì chúng ta sẽ sử dụng cái quyển sách Ngày Tốt Toàn Thư nhé. Ngày Tốt Toàn Thư, quý vị hãy mở trang 127 ra, 127 để chúng ta cùng chọn ra cái giờ tốt thắp hương nhé. Đây, đây là cách chọn giờ tốt. À, để xem cái ngày tốt của ngày rằm tháng 4 này, chúng ta hãy mở trang 133 nhé. Thì đây là cái thứ tự số 23 này, đó là ngày Bính Tuất này, để chúng ta xem ngày giờ nào tốt nhé. Để xét về cái giờ tốt thắp hương ấy, chúng ta sẽ căn cứ vào ngày. Và bây giờ chúng ta cùng xét từng giờ, xem giờ nào tốt. À, giờ đầu tiên chúng ta xét đó là từ giờ Tý, giờ Tý từ 23 giờ đến 1 giờ. 23 giờ đến 1 giờ nó là giờ Mậu Tý. Thì giờ Mậu Tý nó có thiên quan, lại có thiên lao, đúng không? À, thêm nữa, trong thời gian này nó có thêm ngũ quỷ, có lục mậu, cửu xú, thiên quan quý nhân, có phúc tinh quý nhân, có tứ đại cát thời, có đường phù, mộc tinh. Nói chung là cái giờ Tý nó cũng là một cái giờ cũng khá là tốt nhá. Nhưng mà thắp hương của chúng ta cũng kỵ giờ này, đúng không? Tiếp theo là đến giờ Sửu. Giờ Sửu thì nó có huyền vũ hắc đạo. Đấy, nó có ngũ quỷ, thiên cương, cổ mộ, có thái âm, có quốc ấn. Nó cũng là giờ xấu, chúng ta không dùng được nhá. Tiếp theo chúng ta xét đến giờ Dần. Giờ Dần là từ 3 giờ đến 5 giờ sáng, đó là giờ Canh Dần. Giờ Canh Dần thì có các sao như là Tư Mệnh, có Tam Hợp, có Trường Sinh, có Thủy Tinh, Quả Tú, Địa Binh. Nói chung đấy, giờ này nó cũng là một giờ khá là tốt nhé, nên quý vị có thể dùng được. Tiếp đến chúng ta xét giờ Mão. Giờ Mão là từ 5 giờ đến 7 giờ sáng, nó là giờ Tân Mão. Giờ Tân Mão thì sẽ có các sao như là Nhật Hợp, Câu Trần, đấy, Hỏa Tinh, Cửu Xú, Tứ Đại Cát Thời, đấy, Lục Hợp, Ngũ Hợp. Như vậy là gì? Cái giờ Mão này cũng là một giờ khá tốt nhé. Quý vị có thể tiến hành thắp hương Phật 5 đến 7 giờ sáng được. Giờ tốt đầu tiên là 1 này, là 5 đến 7 giờ là giờ Mão. Tiếp theo chúng ta xét giờ Thìn. Giờ Thìn thì trong ngày Tuất, giờ Thìn thì có cục diện là Thìn Tuất tương xung, vậy nên quý vị không dùng nhé. Hơn nữa trong giờ Thìn thì nó có sao là Thanh Long Hoàng Đạo, nó có Thái Dương, có Ngũ Bất Ngộ, có Thời Phá, có Triển Lộ Không Vong. Nói chung ấy, giờ này thắp hương cũng không lợi nên quý vị cũng không nên dùng. Tiếp đến chúng ta xét giờ Tỵ. Giờ Tỵ nó là giờ Quý Tỵ. Giờ Quý Tỵ thì có Minh Đường, đó, có Ngũ Phù, Nhật Lộc, Kim Tinh, Triệt Lộ Không Vong. Nói chung đấy, giờ Tỵ cũng là giờ tốt nhé. Thì đây là giờ tốt thứ hai, là từ 9 đến 11 giờ. Tiếp theo chúng ta xét đến giờ Ngọ. Giờ Ngọ là từ 11 giờ đến 13 giờ, nó là giờ Giáp Ngọ. Giờ Giáp Ngọ thì có các sao như là có Thiên Hình, có La Hầu, có Tần Trung Không Vong, có Tứ Đại Cát Thời, có Tam Hợp, có Đế Vượng, có La Thiên Đại Tiến, có Tham Lang, đúng không? Như vậy trong ngày hôm nay thì được ngày tốt, được cục diện là giờ Ngọ tốt Tam Hợp, thì giờ tốt thứ 3 thì không ai khác, đó chính là giờ Ngọ, độ 11 đến 13 giờ. Tiếp đến chúng ta xét giờ Mùi. Giờ Mùi thì nó là giờ Ất Mùi, từ 13 giờ đến 15 giờ. Nó cùng có sao như là Chu Tước, đấy, Thời Hình, Hà Khôi, Tuần Trung Không Vong, Thổ Tinh, Hữu Bật. Nói chung ấy, giờ Mùi là giờ xấu nhé, quý vị không nên dùng. Tiếp đến chúng ta xét giờ Thân. Giờ Thân từ 15 giờ đến 17 giờ, nó là giờ Bính Thân. Giờ Bính Thân thì có các sao như là có Kim Quỹ, có Hỷ Thần, có Dịch Mã, có Tả Phụ, có Tỷ Kiên, có Kế Đô, có Cô Thần, có Thiên Binh. Như vậy trong cái giờ này thì nói chung nó cũng là một cái giờ trung bình nhá, nó không được cắt lợi lắm. À, quý vị cũng thể dùng được nhá. 4 này, 4 là từ 15 đến 17 giờ. Tiếp theo chúng ta xét đến giờ Dậu. Giờ Dậu là giờ Đinh Dậu đấy, từ 17 giờ đến 19 giờ ấy, thì nó gồm có sao có Thiên Đức này, Thiên Đức Quý Nhân, có Tứ Đại Cát Thời, có Thiên Xá, Mộc Tinh, Thời Hại, Thiên Cầu Hạ Thực. Mặc dù nó có thời hại nhưng mà nó cũng là một cái giờ khá tốt đấy, cái giờ Dậu này. Đó, rất nhiều sao tốt nó chiếu. Tiếp đến chúng ta xét giờ Tốt là 19 giờ đến 21 giờ. Nó có các sao như là Bạch Hổ, Nhật Mộ, Lôi Binh, Quý Đăng Thiên Môn, Thái Âm, Thời Kiến, Vũ Khúc và Minh Tinh. Đó. Nó cũng là một cái giờ mà trung bình nhá, quý vị không nên thắp hương vào giờ này. Cuối cùng là giờ Hợi, nó là giờ Kỷ Hợi. Nó có các sao như là Ngọc Đường này, có Thiên Ất Quý Nhân này, có Thủy Tinh này, có La Thiên Đại Thoái này, có Kiếp Sát này. Đó.
Như vậy giờ Hợi cũng là giờ không tốt nhá. Đó. À, thưa quý vị, như vậy là Tử Thông đã vừa sử dụng cái quyển sách Ngày Tốt Toàn Thư để tìm ra cho quý vị và các bạn về những cái giờ tốt để thắp hương trong cái ngày rằm tháng 4 âm lịch năm 2024 năm Giáp Thìn. Đó. Và trong cái ngày rằm tháng 4 ấy thì chúng ta sẽ có hai giờ cực tốt để thắp hương. Đó là gì? Giờ tốt đầu tiên là giờ Mão từ 5 giờ đến 7 giờ sáng. Giờ tốt thứ hai là 9 đến 11 giờ sáng, đúng không ạ? Và hai giờ có thể thắp hương được cũng được cắt lợi may mắn, đó là từ 11 đến 13 giờ và 15 đến 17 giờ, tức là giờ Ngọ và giờ Thân. Đó. Thì hy vọng những thông tin mà Tử Thông chia sẻ sẽ giúp ích phần nào cho quý vị có thể là gì chọn ra được những thời điểm thắp hương hưng vượng để mang lại cái may mắn cát tường cho gia chủ. Rất cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Quý vị đừng quên đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo để ủng hộ cho chương trình. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo. Xin cảm ơn.